người đàn ông toàn thân đầy cơ bắp trước mắt đang bổ củi bổ mãi bổ mãi sau lưng đột nhiên xuất hiện ba tên lính đánh thuê mặc vũ trang bất lịch sự hỏi anh có nhìn thấy một cô gái không người đàn ông chẳng khách sáo chút nào chẳng thèm quay đầu lại nghiêm giọng bảo bọn họ cút ra khỏi nhà mình linh đánh thuê bật cười đúng là không sợ chết thật không những không dừng lại còn bảo anh đừng không biết điều nếu không sẽ phá nhà của anh đấy nói xong phái thuộc hạ vào thẳng trong nhà kiểm tra nhìn thấy hành động này của bọn họ người đàn ông lập tức nổi giận không có sự đồng ý của tôi đã dám xông vào nhà tôi ngay sau đó người đàn ông vung rìu chém bay anh ta khiến anh ta ngỏm ngay tại chỗ tên khác còn chưa kịp phản ứng lại móc câu bằng gỗ đã Bay tới, người đàn ông vừa giết được hai tên vừa định đuổi theo, trong nhà đột nhiên vang lên tiếng súng, hóa ra là cô gái nổ súng giết tên lính đánh thuê cuối cùng người đàn ông tên là John từng là một lính đặc chủng đỉnh cấp. Sau khi xuất ngũ, anh sống ẩn dật trong núi sâu một mình, sống cuộc sống không tranh với sự đời. Vào một đêm, anh nghĩ bụng nếu ông trời ban cho mình một cô gái làm vợ thì cuộc đời càng hoàn hảo hơn nữa. Lúc này, một cô gái toàn thân đều là máu xuất hiện, dùng chút sức lực cuối cùng cầu cứu anh sau đó ngất xỉu. John lập tức bế cô gái vào nhà, không ngờ ông trời có mắt, biết mình thiếu cái gì thì tặng cái đó. Anh bắt đầu kiểm tra kỹ vết thương. Sau hôm sau, cô gái mơ màng tỉnh lại sau khi nhìn kỹ một lượt, John xác định rằng trông cô cũng không tệ, thế là bắt đầu chữa trị vết thương cho cô. Nhưng khi anh lấy viên đạn trong cơ thể ra phát hiện đây là thiết bị theo dõi quân đội john nhận thấy không ổn nhanh chóng dẫm nát nó vừa định hỏi thân phận của cô gái cô lại ngất xỉu john bất lực chỉ đành tạm thời giữ cô ở lại nhưng ngay chiều hôm đó john đang bổ củi ba linh đánh thuê đỉnh cấp đuổi tới thế là xảy ra cảnh đầu tiên sau khi giải quyết xong bọn họ, cô gái nói sự thật với John, tên cô là Maria. Gần đây thế giới bùng phát căn bệnh mới, rất nhiều người không có thuốc để cứu. Quân đội nước Mỹ vô tình phát hiện Maria trời sinh có kháng thể, cho nên bắt cô về định nghiên cứu thuốc giải để không chê thế giới. Nhưng Maria cho rằng mình phải công hiến cho nhân loại mà không phải chính quyền của nước nào đó, cho nên mới lén trốn ra ngoài. John biết được tình hình thì sự chính nghĩa bùng nổ, muốn cùng Maria chống lại quân đội. Thế là bắt đầu đào chiến hào, còn dùng bao cát chất thành lô cốt cứng rắn. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, John lại nhanh chóng huấn luyện Maria. Đột nhiên bụng John thấy đau, vừa đi vào nhà vệ sinh một đám lính đặc chủng tìm đường chết bao vây lại, nước ga mặn phun bay một tên. Tiếp đó vẫn còn một tên trở thành vong hồn dưới súng của anh. Linh đánh thuê giảo hoạt lập tức bắt Maria lại để đe dọa, thần chết John không hề hoảng loạn, chẳng thèm kéo quần lên đã cầm cung tên, sau đó bắn chuẩn vào đùi tên lính đánh thuê. Maria nhân cơ hội trốn thoát, ngay lúc đối phương nổi súng một mũi tên bắn trúng ngực, cứ thế trong lúc John đi ỉ đã giết sạch một đám địch, thế mà cũng làm lính đánh thuê, đúng là không chịu nổi một đòn. Còn lần này maria thấy không yên tâm trong lòng hỏi anh rằng chúng ta có thể chống lại được bao lâu thế là john kéo rèm ra từ trang quân đội đầy kho khiến maria vô cùng kinh ngạc đúng là kho quân trang loại nhỏ thế là hai người lập tức trang bị john còn vẽ chữ vương bát lên trên mặt được bắp thêm anh càng tự tin hơn nhưng maria lại cảm thấy không tốt lành cho nên đi tới lấy nước chuẩn bị rửa đi cho anh nhưng vừa lấy được nước một đám linh đánh thuê đã đứng đằng sau cô maria rất nhanh đã bị bắt lại linh đánh thuê xác nhận thân phận xong lập tức báo cáo về trụ sở chính đội trưởng linh đánh thuê nghe xong vô cùng vui mừng nhưng còn chưa kịp hạ lệnh rút lui bọn họ đã bị tấn công Hóa ra là John chạy tới, anh bắn mỗi tên một phát, đạn không dừng lại, Maria cũng phản kích ngay lập tức. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đám linh đánh thuê này đã ngã hết, John lại cứu Maria lần nữa. Tiếp đó hai người quay lại nơi ở, không ngờ nơi này cũng xuất hiện một đám linh đánh thuê. John rơi súng lên bắn, uy lực của súng này thật mạnh. Maria cũng không chịu yếu thế rơi súng lên bắn, bọn họ đối đuôi nhau bắt đầu giết kẻ địch. John như thể được mở khóa, mỗi viên đạn đều là một đầu người, mà Maria lại bị một nữ lính đánh thuê đánh lén, đạp ngã cô xuống đất, định bắt sống cô. May mà Maria may mắn lấy được súng, bắn băng băng băng, giết cô ta ngay lập tức. Lúc này kẻ địch ngày càng nhiều, John bắt đầu chế độ giết chóc, bắn hết đạn thì dùng đao, chém từ trên xuống dưới, chẳng thèm trước mắt một cái. Maria càng dũng mạnh hơn, trong rừng tràn ngập mùi thuốc súng và tiếng kêu thảm của kẻ địch. Một tên lính đánh thuê cẩn thận còn phát hiện ra đất ẩm ướt. Đây là cái quái gì? Để tôi ngửi xem. Á, à, ai lại tùy tiện ý ở đây thế này? Hay là tôi đây, đi chết đi mà bên John cũng đánh nhau ác liệt vì quá quen thuộc với cánh rừng này anh khiến đám lính đánh thuê xoay mong mong nhưng ai rồi cũng có lúc phạm sai lầm ngựa có lúc trượt chân xảy vó một tên anh hùng núp đánh lén từ phía sau đẩy ngã John tiếp đó hai người bắt đầu màn đánh giáp lá cà nào ngờ John bị kẻ địch tước mất vũ khí còn suýt nữa bị phi đào cắm trúng người anh lập tức điều chỉnh lại trạng thái bắt đầu phản kích nhưng do vấn đề về thể lực nên John đã bị đối phương đánh ngất là một bên khác, Maria cũng bị một đám linh đánh thuê bao vây, cô giả vờ đầu hàng sau đó rút song đao ra. Tiếp đó, cô dùng kẻ địch làm lá chắn để chặn toàn bộ đạn bắn tới, cô dùng phi đao giết đối phương. Tuy cô đã tiêu diệt được đối phương nhưng bản thân cũng bị thương, Maria đau đớn nằm xuống đất. Nào ngờ người đàn ông vừa rồi lại đi tới, Maria cũng bị bắt đi, hơn nữa còn báo ngay cho Stone bảo anh ta dẫn người tới căn hầm đón người. Stone vui mừng lập tức gọi toàn bộ đàn em đi. Cùng lúc đó, John cũng tỉnh lại và biết được kế hoạch nhờ bộ đàm của kẻ địch. Tên địch này đúng là ngốc vất vả lắm mới chế phục được John, không giết thì thôi đi, anh ta còn chẳng thèm cho anh lại. Thế này mà còn gọi là lính đánh thuê đứng đầu. Lần này họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. John len lén tới căn hầm. Lúc tên kia thả Maria xuống đã gặp ngay John tràn đầy sức lực. Hai người lại đấu tay đôi lần nữa. Nhưng lần này John dùng hết toàn lực đánh nhau vài hiệp. Anh đã tìm được cơ hội sử dụng chiều kẹp cổ đoạt mạng. Chỉ trong nháy mắt John đã bẻ gãy cổ đối phương. Lúc này Maria cũng tỉnh lại. Cô nhìn thấy anh thì vô cùng cảm động. Sau đó dìu John định rời đi. Mà một đội quân đánh thuê hùng hậu đã tới căn hầm. John và Maria vừa nổ súng vừa rút lui. Hiện ra tranh lệch về số người John để Maria xuống sau một cánh cửa sắt, còn mình nghĩ cách dụ họ đi sau khi john di chuyển một lúc cuối cùng cũng tìm được lối ra nhưng sau khi anh bò ra ngoài lại phát hiện mình đang ở một đoạn đường sắt linh đánh thuê đã đứng chặt kín ở lối vào john thấy đã mất đi ưu thế chỉ đánh thẳng thắn đối mặt anh khập khiễng đi ra ngoài thì trông thấy tên cầm đầu linh đánh thuê stone stone rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh hóa ra trước kia họ từng là đồng đội bởi vì john chán ghét việc đánh đánh giết giết nên mới rửa tay các kiếm anh ở hôm nay họ lại gặp mặt bằng cách này nể tình đồng đội stone đã hứa chỉ cần anh ra maria thì sẽ tha mạng cho anh nhưng john chẳng ngán đe dọa thà chết cũng không chịu nói ra maria ở đâu Tiếp theo đám đàn, đàn em bắt đầu dạy dỗ anh đủ loại gậy gộc tầm quất cho anh. John không hổ là anh chàng mạnh mẽ, dù bị đánh không đứng dậy nổi nhưng anh cũng không hề răng lấy một tiếng. Cuối cùng John còn châm chọc Stone là thằng hèn, có bản lĩnh thì đấu tay đôi. Dĩ nhiên để lập uy trước mặt đám đàn, đàn em, Stone đồng ý với lời khiêu chiến của anh. Đến đây nào, ai sợ ai chứ? Cứ tưởng John đã bị đánh đến sức cùng lực kiệt, ai ngờ đó chỉ là giả vờ khi Stone buông lỏng cảnh giác, John đè đối phương lại rồi điên cuồng tầm quất, nện đến độ tổn thương cả chục ngàn điểm. Stone mất mặt lập tức móc súng ra, nhưng anh ta còn chưa kịp nổ súng thì John đã quấn lấy đánh nhau với đối phương. Viên đạn bắn trúng Stone cứ tưởng đám đàn em của anh ta sẽ báo thủ giúp thủ lĩnh, kết quả mọi người vô cùng vui vẻ bởi vì Granite đã muốn xoán vị từ lâu. Khi cô ta đang vui vẻ Maria xông ra ngoài, tay cầm lựu đạn và bàn điều kiện với Granite, chỉ cần họ thả John ra thì cô bằng lòng trở về cùng với họ. Granite chỉ đánh thấy đủ thì thu, dứt khoát đồng ý, cứ thế Maria bị đối phương bắt đi. Lần này bên quân đội có thể lợi dụng cô để tiếp tục nghiên cứu vaccine. Nào hay Maria đã lén để lại mẫu máu của mình cho John. Cũng tức là John giao cho các nước khác thì vaccine để cứu vớt nhân loại sẽ không bị tư bản kiểm soát và lũng đoạn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Kẻ báo thù cuối cùng. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!